Rồi các bạn à, thấy cái video clip chưa nào? Thấy chưa các bạn? Thấy rồi. So I was going to this concert. It was awesome. We got there like really late, and so yeah, the show had already started. What concert was it? Well, you wouldn't know they are. It's just like a little indie underground thing you can get. Really? Yeah, party bus, party really? Van, All party right. van. Sounds you know? Like fun. No, it's. Excuse me. I have a couple of questions about the Wi-Fi. So, how many keys would you like? Two, please. Hey, dude, what's up? Did you get the tickets? Oh, wait, my battery's running low. Quick, call me at the main number. Is that you? Very cool. So, what's the plan? All right, Miss Jordan, here are your keys. And your room is so easy to find. It's just right around the corner, room number 103. Have a nice day. See ya. Hi, I lost my room key, room 213. Okay. Just in case you lose this one, would you like another one? Actually, you know, I have the adjoining room as well, 214. Oh, can I get that one? Of course. Hey, cool. Course. Thank you. All right, 214. Hey. Thanks, man. Thank you, man. Have a good day. One. Yeah. Hey, man. Have a nice vacation. Hey, thanks. 213. 213. Great room. Rồi, how many unprofessional items or action did you spot? Có bao nhiêu cái lỗi, cái trường hợp không có chuyên nghiệp, những cái hành động không chuyên nghiệp mà các bạn nhận ra? Nói chuyện riêng trong lúc làm việc đó thầy. Bạn tên gì đó? Dạ Mỹ Duyên thầy. À Mỹ Duyên, Trương Thị Mỹ Duyên.
Nói chuyện riêng trong lúc làm việc, ok. Trang phục không chỉnh chu. Trang phục không chỉnh chu, đồng phục ha, ok. Lúc mà khách gọi không có quan tâm tới cái điều mà khách muốn hả thầy, không có chăm sóc khách hàng tốt quá. Khách gọi hay khách nói? Dạ khách nói. Khi khách nói thì không có tập trung vào cái quá trình giao tiếp, ok. Dạ. Chờ coi gì nữa không? Dạ em để em nghĩ lại. Ok, rồi cảm ơn em. Tiếp theo. Võ Trần Chinh. Dạ có ạ. Theo em thì còn cái gì mà em thấy không chuyên nghiệp, unprofessional item? Dạ theo em là đi trễ ạ. Đi trễ, ok. Còn gì nữa không? Dạ rồi. Không chú ý cái lời của cấp trên với thầy lúc đi trễ vô á. Có cái thái độ không đúng với lại đồng nghiệp cấp trên, ok. Rồi, cảm ơn em. Gì nữa? Với lại không giữ vệ sinh khi mà mình đi vệ sinh ra. Xác, đi vệ sinh xong không có rửa tay ha. Dạ. Thấy còn gì không? Với lại mà khi mình thay đồ quá, mình ăn kẹo xin gươm, mình đi trét lên tủ cái. Đi trét rồi dư quá. Ok. Dạ hết rồi thầy. Thấy rồi ha, cảm ơn em. Đỗ Minh Trung. Có thầy ơi. Em thấy những cái lỗi nào nữa đâu, kể cho thầy nghe coi. Trang phục không chỉnh tề. Trang phục không có chỉnh chu, chỉnh tề. Ok. Gì nữa không? Không hề. Rồi, cảm ơn em. Nguyễn Thị Mỹ Kiều. Dạ có em thầy ơi. Em thấy cái gì nè? Dạ xả rác với lại đậu xe chỗ của khách đó thầy. Đậu xe chỗ của khách. Dạ còn gì không Kiều? Dạ không tôn trọng cấp trên. Không tôn trọng cấp trên. Cũng chưa chắc cái đó là cấp trên. Nói chung là cái thái độ giao tiếp với lại đồng nghiệp, với lại cấp trên không đúng ha. Ok còn gì nữa không? Dạ không thầy ơi. Rồi, cảm ơn em. Lê Thị Hạnh Phúc. Em nghe thầy ạ. Em phát hiện ra những cái lỗi nào đâu, nói cho thầy nghe coi. Em thấy anh nói đụng người ta mà không xin lỗi là đi luôn. Đúng rồi, đi luôn, không có nói năng, không có gì hết, rất là sợ. Ok. Dạ. Còn gì nữa không? Trao đổi với khách mà không tập trung khách mà làm chuyện khác thầy. Không có tập trung khi giao tiếp với khách. Còn gì nữa không? Dạ, hết rồi thầy. Ok, cảm ơn em. Trần Phạm Bồi Quân. Dạ, em nghe thầy ơi. Theo em thì còn những cái nào không chuyên nghiệp nữa không? Dạ, thưa thầy là ngủ á thầy. Ngủ, trong giờ làm việc mà ngủ. Rồi. Còn gì nữa không? Với lại là tóc không được gọn gàng. Tóc không được đẹp, không được gọn. Và còn gì không? Hết rồi hả? Dạ hết rồi thầy ơi. Rồi, cảm ơn em. Lê Thanh Vân. Thanh Vân có không? Rồi Bùi Thị Thanh Lan. Em nghe thầy ơi, Lan Thanh nghe. Có không? Có những cái gì lỗi gì ra mà em nhận thấy không? Dạ. Nãy giờ em có coi video clip không?
Nãy em mới từ nấu cơm đi vô, em coi trễ hơn xíu là em mới vô trễ. Hả? Học dạ. Mốt rồi phải đúng giờ nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em Nguyễn Trung Vinh. Trung Vinh có không? Trung Vinh vắng phải không? Hồ Thị Như Quỳnh. Dạ có em thầy. Rồi em cho thầy biết coi những cái lỗi nào nè, theo em nè. Dạ mấy cái lỗi nãy giờ mấy bạn nói thế rồi thầy ơi. Hết rồi hả? Tội vậy. Dạ tại điện thoại em nó cũng hơi lắc. Thầy ơi em Lê Thanh Văn nghe thầy ơi, em mới đi xuống lấy hàng. Rồi Nguyễn Hoàng Sơn. Thầy có em thầy ơi. À, em có phát hiện lỗi nào ra nữa không? Dạ không ơi, tại nãy giờ em thấy mấy bạn nói cũng gần hết rồi, cũng hết rồi. À, còn nhiều lắm chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại và coi coi cái cách, tại vì cái video clip này nó của khách sạn nước ngoài thì cái văn hóa của người ta nó cũng khác. À, và một số các cái tiêu chuẩn của nó cũng khác một chút thôi. Thế thì mình xem coi người ta nhận định cái lỗi của nó. Nhiều khi cháy á con. Mình xem coi cái nhận định lỗi của người ta nó như thế nào. À. Rồi mời các bạn xem lại. À, cái lỗi đầu tiên được nó ghi nhận là passing guest or visitor space, tức là đậu xe trong cái khu vực của khách hoặc là của khách thăm viếng. Ở cái khách sạn đó các bạn thì ngay cả bãi xe 4 chỗ hay là xe 2 bánh cũng vậy. Nó sẽ có riêng cái phần nào quy định là nhân viên đậu, phần nào là của khách. Để tránh trường hợp nhân viên đậu bừa bãi hết chỗ của khách. Do đó thì các bạn thấy rằng là khi mà nhân viên vào thì phải được đậu xe đúng vào cái nơi quy định của mình nha. Còn của khách thì chỉ để dành riêng cho khách, cho dù nó trống mình cũng không được đậu vào nha. Lưu ý cái lỗi thứ nhất. Chi vậy? Đã mua rồi. Đúng á, đưa tiền cho mày cũng như không à. Các bạn nào nói chuyện tắt micro đi nha các bạn. Rồi cái lỗi thứ hai đó là slop by appearance, tức là cái ngoại hình, cái trang phục, cái đồng phục nó luộm thuộm các bạn. Sloppy là luộm thuộm, không có đúng tác phong của một cái người nhân viên tiền sảnh mà nó đòi hỏi là chúng ta phải rất là chỉnh chu. Cái lỗi thứ ba và thứ tư đó là improper uniform maintenance and transport. Là đây là cái lỗi về thường á, các khách sạn 5 sao hoặc là nước ngoài các bạn. Thì bộ phận laundry của khách sạn sẽ giặt đồng phục cho nhân viên. Mỗi ngày nhân viên đi về, nhất là nhân viên tiền sảnh á, thì sẽ bỏ cái bộ đồng phục của mình vào trong locker. Và locker cá nhân á, thì cái bộ phận laundry sẽ tới lấy cái đồng phục đó và đem đi giặt. Sau đó bỏ cái bộ đồ mới của ngày hôm qua vào trong locker. Khi nhân viên vào thì nhân viên sẽ có đồ và thay. À, thế thì cái anh chàng tiếp tân này anh không có để đồng phục lại. À, mà anh mang đi theo luôn trong xe. Thế thì laundry đâu có giặt được. Đó là cái lỗi của ảnh ha. Improper uniform maintenance and transport. Ba lỗi liên tiếp xảy ra, đó là thứ nhất trong cái giờ làm việc mà anh này đeo cái iPod, wear iPod to work. Đã đeo cái tai nghe đó trong lúc làm việc. Cái thứ hai là doesn't use employee entrance
không có sử dụng cái lối đi nhân viên trong khách sạn thì một cái điều rất là nghiêm khắc, người ta có một cái lối đi dành cho tất cả các nhân viên. Cái cửa chính mà dành cho khách đó, thì chỉ có giám đốc được phép đi cái ngõ đó để họ vào, họ kiểm tra các cái vật dụng trong cái cửa, trong cái sảnh. Còn tất cả các nhân viên, ngay cả trưởng bộ phận cũng phải đi cái cổng sau, cổng nhân viên. Do đó các bạn lưu ý là không bao giờ được đi cái cổng trước dành cho khách. Cái thứ bảy đó là ignore guest who he could face later. Không có làm lơ khách, đụng khách luôn mà cũng làm lơ. Điều này nó rất là bất lịch sự, và nó không có một chút gì gọi là thiện chí. Khi mà sau đó cái người tiếp tân này đứng vào ca thì sẽ gặp lại những người khách này thì sao? Do đó thì các bạn thấy rằng là cái việc mà chúng ta gặp khách là chúng ta phải chào. Một cái điều quan trọng đối với lại cái văn hóa nước ngoài đó là khi các bạn làm lỗi thì các bạn phải xin lỗi. Khi các bạn xin lỗi thì các bạn mới thể hiện được rằng là các bạn nhận ra cái lỗi và các bạn sẽ khắc phục. Việt Nam chúng ta thì đôi khi đi trễ vô tỉnh bơ, núp đi vô im lặng đi vô. Điều này không có chứng minh được rằng là bạn có nhận thấy cái lỗi hay không. Và lần sau các bạn sẽ tiếp tục tái phạm. Nên đó khi các bạn làm lỗi thì các bạn phải xin lỗi, late for work again, đi trễ, doesn't apologize, là không có xin lỗi. Cái này là nó vi phạm tới cái vấn đề nguyên tắc giao tiếp cũng như là cái quy định về giờ giấc của khách sạn. Ba lỗi tiếp tục nữa là unwashed uniform, không có giặt. Đồng phục mang theo xe thì sao giặt được. Tiếp theo là no name tag, không có bảng tên. Và lỗi 12 là doesn't dispose of waste properly, không có để rác đúng cái nơi quy định. Cái lỗi thứ 13 đó là poor hygiene hoặc là hygiene, cũng vậy nhá, hai cách đọc. Poor có nghĩa là tồi, là kém. Ví dụ như mà các bạn bị khách la là poor service, có nghĩa là phục vụ tồi, phục vụ kém. Poor nó có nghĩa là nghèo, nhưng mà ngoài ra thì đứng với lại các cái phục vụ này kia thì nó gọi là tồi, kém, yếu. Doesn't wash hand before work or after bathroom breaks, vệ sinh kém, không có rửa tay trước khi làm việc hoặc là sau khi vào nhà vệ sinh. Hai cái lỗi liên tiếp xảy ra. Mấy bạn biết rằng là lễ tân chúng ta thì cái quầy lễ tân như một cái sân khấu vậy đó, và nhân viên lễ tân như một diễn viên. Thì các bạn đứng trong quầy thì các bạn lưu ý rằng là tất cả mọi người đều nhìn tập trung vào cái quầy hết. Bất cứ cái hành động gì của bạn không đúng, không phù hợp thì mọi người đều thấy cả. Do đó khi đứng trong cái sân khấu này thì các bạn phải lưu ý về cái tác phong và những cái hành động thừa thãi của các bạn. Ví dụ như là móc mũi nè, ngứa gãi nè, rồi đập mũi nè, rồi kéo xăng tay áo thế này thế nào, thì sẽ đều được cái những cái người khách xung quanh nhìn thấy và người ta sẽ đánh giá các bạn là không có chuyên nghiệp. Thế thì anh này ngủ trong quầy,
thì cái này gọi là best posture, là cái tư thế kém, cái tư thế không đúng. Nó đòi hỏi lúc nào chúng ta cũng phải nghiêm túc khi chúng ta đứng trong quầy. Cái lỗi thứ 15 đó là not enough sleep the night before work. Luật lao động đã quy định một ca làm việc là 8 tiếng. Và phải doanh nghiệp, khách sạn phải bố trí cho cái người lao động nghỉ ngơi đủ 8 tiếng. Tức là không bao giờ được bố trí 2 ca trùng cả. Để người lao động có thời gian sinh hoạt cá nhân và tái tạo lại sức lao động. Cái anh này đi overnight nguyên đêm qua, đi vụ trường, đi ba gì đó. Do đó ngủ không có đủ và vô trong đây sẽ ngủ gà, ngủ gật. Như vậy là không tốt. Hai lỗi liên tiếp xảy ra nữa là personal talk with co-worker at the front desk. Nói chuyện với đồng nghiệp tại cái quầy tiền sản không cho phép, bởi vì các bạn đứng trong quầy là những cái công việc cá nhân, những câu chuyện cá nhân được bỏ. Các bạn không được tám chuyện đứng trong quầy. Khi các bạn tám chuyện, các bạn sẽ say mê tám chuyện và các bạn không nhìn thấy khách tới, không chào được khách định hướng, không mỉm cười được, không thể hiện cái sự chuyên nghiệp của bạn khi đứng trong quầy. Điều thứ 17 đó là ignore approaching guest. Các bạn luôn phải có một cái ánh mắt quan sát khi khách tới để các bạn chào định hướng. Hoặc thậm chí là đôi khi khách chỉ đi ngang quầy gật đầu cái chào, các bạn vẫn phải quan sát để chào lại. Khi các bạn quay lưng lại với khách như vậy thì các bạn sẽ không thấy được cái việc khách tới. Một cái quy định quan trọng trong cái quy trình check-in đó là các bạn phải eye contact, tức là nhìn khách. Nhìn khách để tạo sự trung thực, nhìn khách để tạo sự cái thiện cảm, nhìn khách để tạo sự sẵn sàng để được phục vụ. Mà các bạn cứ cúi gầm mặt xuống như vậy thì các bạn đã vi phạm một cái nguyên tắc, đó là không có giao tiếp bằng mắt đối với lại khách khi check-in. Một cái điều tệ hại nữa là khách sạn thì quy định mọi cái người nhân viên phải tắt điện thoại hoặc là quăng cái điện thoại vào trong locker. Khi các bạn vào ca làm việc là các bạn không được phép giao tiếp bất cứ những cái công việc cá nhân nào, ngay cả chuyện gia đình cũng không được, nói chuyện. Và các bạn không được phép, và cấp nhân viên thì các bạn không được phép sử dụng điện thoại di động trong lúc làm việc. Và người ta ví cái điện thoại di động như là một cái món đồ mà nó gieo rắc một cái sự phiền muộn, cái rắc rối. Do đó thì người ta nói rằng là có nhiều câu ngạn ngữ là nên dục bỏ cái sự phiền muộn mình vào trong locker khóa lại, vào trong cái tủ cá nhân nó khóa lại trước khi vào ca làm việc. Điều này có ý nghĩa rằng là các bạn sẽ toàn tâm toàn ý, các bạn mang một cái sự vui vẻ đến cho khách hàng, tránh mang những cái bực dọc ở nhà, cơm máu gạo tiền vào trong cái công tác phục vụ khách. Cái lỗi thứ 20 đó là các bạn talking personal call on duty, các bạn nói chuyện cá nhân trong lúc làm việc. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, nó sẽ ảnh hưởng đến cung cách phục vụ khách. Giống như các bạn đang nói chuyện với nhau thì khách tới chắc chắn các bạn sẽ cố gắng nói hết cái câu chuyện của các bạn. Và điều này các bạn sẽ bỏ lơ khách trong một cái giai đoạn nhất định nào đó. Thì điều này không chấp nhận. Các bạn lưu ý. Abandoning station. Abandoning station with guest present. As no explanation, là trong khách sạn đó các bạn, trong nguyên tắc phục vụ á, thì khi các bạn yêu cầu khách chờ đợi một cái gì đó, ví dụ như là wait minutes please,
in order to resist your room, ví dụ vậy. Hoặc là just a moment in order to photo your passport. À, khi các bạn yêu cầu khách chờ thì các bạn phải nói rõ chờ để làm gì. À, quý khách vui lòng đợi để tôi làm thủ tục đăng ký. Anh vui lòng đợi để tôi xuất hóa đơn. À, chị vui lòng cho tôi đợi để tôi photo cái passport, vân vân. À, tránh trường hợp các bạn cứ kêu đợi hoặc ra dấu chỉ, khách lúc này sẽ bối rối, không biết rằng là chúng ta yêu cầu họ làm cái gì. Do đó thì các bạn đừng có đặt khách vào trong cái tình trạng bối rối mà không có giải thích rõ là các bạn sẽ làm cái gì cho khách. Do đó thì các bạn lưu ý khi yêu cầu khách chờ phải nói rõ lý do chờ. Lỗi thứ 22 là talking personal call on hotel phone. Một khách sạn thì nó chỉ có đăng ký vài line điện thoại thôi. Nếu các bạn sử dụng cái điện thoại của khách sạn để các bạn tám chuyện cá nhân, điều thứ nhất đó là tốn tiền của khách sạn, chi phí điện thoại. Điều thứ hai là các bạn chiếm một cái line điện thoại, mà các bạn làm như vậy thì sao? Khách sạn sẽ mất line đó đi, và các cái khách gọi đến thì nó sẽ báo bận. Và tệ hại hơn là nếu như một cái cuộc gọi điện đến để đặt một cái số lượng phòng lớn nào đó mà gặp cái trường hợp các bạn tám chuyện và cái đường line nó bị bận, thế thì cái người đó không đặt nữa và gọi khách sạn khác. Như vậy rõ ràng khách sạn sẽ mất một cái doanh thu đáng kể. Do đó thì các bạn thấy là điều cấm kỵ là sử dụng cái điện thoại của khách sạn để nói chuyện cá nhân. Rồi số 23 đó là announcing a room number out loud, violating security procedures. Các bạn trong check-in đó, các bạn khi mà phát hành chìa khóa cho khách thì các bạn không được phép nói số phòng, hoặc là có nói thì phải nói nhỏ để tránh trường hợp kẻ xấu bên cạnh nó thấy bạn giàu có, nó thấy người giàu có và nó biết số phòng mà nó lên nó sẽ cướp bóc. Hoặc là đối với những cái movie star và những siêu sao bóng đá thể thao thì họ có nhiều rất là nhiều cái fan hâm mộ. Khi mà fan hâm mộ biết số phòng của họ thì sẽ quấy rầy họ. Cái điều này tối kỵ trong cái vấn đề an ninh của cái quy trình check-in. Lỗi thứ 24 là lỗi về nghiệp vụ. Giving out key without asking for identification. Đưa chìa khóa mà không có nhận diện. Thế thì cái chuyện này thực tế nó đã xảy ra rồi các bạn. Tức là vào năm 2015-16 gì đó các bạn. Thì cũng quên rồi. Chuyện thật nó xảy ra là ở ngoài Đà Nẵng. Một cái khách sạn ở ngoài Đà Nẵng. Thì có hai vợ chồng đó cùng với hai đứa con ở cái khách sạn đó và đi tắm biển. Thì tại một cái bãi ở ngoài cái bãi biển Mỹ Khê đó các bạn, thì có một cái người đàn ông lân la cũng tắm biển, lân la tới nói chuyện. Sau khi nói chuyện, hai bên nói chuyện thì người đàn ông này nói tôi cũng ở khách sạn đó, tôi ở số phòng đó đó. Thì hai vợ chồng và cái hai đứa con này cũng nói tôi cũng ở phòng khách sạn đó, ở phòng 205. Thế thì hai người cũng làm quen với nhau, bắt tay bắt chân, nói chiều nay tối về gặp nhau nhậu vân vân. Thế thì hai vợ chồng và cùng với người con, hai đứa con này cũng bình thường, không biết chuyện gì cả và cũng rất là thản nhiên tắm biển. Cho đến khi họ về thì họ lên phòng, họ lấy chìa khóa thì
tất cả các cái điện thoại của vợ chồng và các cái iPad và một số các vật dụng có giá trị khác của họ trên phòng bị mất. Các cái dấu cậy cửa, khóa phòng thì không có bị gì cả, phòng vẫn bình thường. Thế thì sau khi trích xuất camera lại, báo khách sạn trích xuất camera ra lại, thì có người đàn ông lấy cái chìa khóa phòng 205 đó. Đương nhiên người đàn ông là không phải là vợ chồng này rồi. Lấy cái chìa khóa phòng 205 và lên phòng, lấy hết đồ đạc và trả chìa khóa lại và đi ra ngoài. Đi mất luôn. Thế thì tiếp tân vẫn đưa chìa khóa bình thường. Như vậy thì sau cái câu chuyện này đó, thì các bạn thấy cái vấn đề nó xảy ra là cái lỗi nó nằm ở ai, và đặt trường hợp các bạn là hai vợ chồng đó thì các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm gì? Vũ Thị Phương Nguyên. Vũ Thị Phương Nguyên vắng phải không? Dạ không thầy ơi. Cái trường hợp khách bị mất đồ ngoài Đà Nẵng như vậy đó, thì em thấy lỗi ở ai? Và đặt trường hợp bạn là cái người khách bị mất đồ đó thì bạn có kinh nghiệm gì? Dạ em thấy là lỗi do mình với cũng là do của khách sạn đó. Cụ thể đó là lỗi ai? Lỗi như thế nào? Có nghe thầy hỏi không Nguyễn? À, dạ khó. À, cụ thể là lỗi của ai? Dạ cụ thể là dạ lỗi là có ghi số phòng lên trên á. Ok, chưa rõ ràng. Nguyễn Thị Huyền Trân. Dạ có em thầy ơi. À, theo em thì lỗi như thế nào? Có ai và lỗi gì? Dạ, theo em nghĩ là lỗi của một phần là do khách và cũng một phần là do của mình đó thầy. Mình là ai? Cụ thể là người nào? Dạ, em cũng chưa rõ lắm nữa. Nãy giờ có nghe cái trường hợp mà thầy đặt ra ở Đà Nẵng không? Dạ có. À, ok, chưa hiểu phải không? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Thạch Hoàng Thái. Dạ có thầy ơi. À, nãy giờ có nghe câu chuyện ngoài Đà Nẵng không? Dạ có. À, theo em thì lỗi của ai? Dạ em nghĩ là lỗi do khách sạn. Cụ thể là ai? Khách sạn nhiều người. Dạ lỗi do lễ tân à. À, lễ tân đó lỗi gì vậy? Dạ đã không kiểm tra khách của phòng đó mà đã đưa chìa khóa. Như vậy thì đặt trường hợp theo em, nếu mà em là cái người khách đi du lịch, thế từ cái chuyện này thì em rút kinh nghiệm cái gì? Dạ không tiết lộ số phòng của mình cho người lạ mặt. Ok. Giữ kín số phòng ạ. Dạ. Đúng rồi. Như vậy bây giờ xác định lỗi của lễ tân đúng rồi đó. Rồi thôi cảm ơn em. Phạm Ngọc Mỹ có không? Dạ có thầy ơi. À, nãy giờ em có nghe cái trường hợp ngoài Đà Nẵng chưa? Dạ có. Rồi. Nãy bạn chị đã nói rằng là lỗi ở tiếp tân rồi đó. Khi mà tiếp tân đưa chìa khóa
Như vậy theo em, để tránh cái trường hợp mà xảy ra tương tự như vậy, em là người tiếp tân thì khi mà khách nói đưa chìa khóa phòng thì em phải làm những động tác gì? Là kiểm tra lại tên rồi giấy tờ đó thầy. Kiểm tra tên, giấy tờ. Kiểm tra bằng cách nào, cụ thể cho thầy được không? Dạ, hỏi tên của khách rồi kiểm tra lại sổ sách mình ghi trước đó, của khách đặt trước đó thầy. Nhằm mục đích gì? Kiểm tra lại thông tin của khách để có đúng là khách đã đặt phòng đó hay không, hay là người khác thầy. Đúng rồi. Ok. Cái cách kiểm tra cụ thể cho thầy một cách coi, để biết được chính xác rằng là ông này có phải ở phòng đó hay không. Cái cách nào? Kiểm tra thông tin là họ tên, hoặc là số chứng minh nhân dân, hoặc là số passport hay là hộ chiếu gì đó thầy. Với cái gì? Bây giờ khách tới nè, thì em kiểm tra làm sao? Em hỏi cái gì? Và em so với cái gì? Số điện thoại hoặc là số chứng minh nhân dân. Em có lưu số điện thoại không? Kỳ rồi em đi thực tập tuyến nè, tiếp tân có hỏi số điện thoại em không? Tiếp tân có biết số điện thoại em không? Dạ không. Vậy sao hỏi số điện thoại? Bạn nào biết đâu, cảm ơn em. Bạn nào biết đâu, cách nào đưa một cách ra để nhận diện đúng là khách, khách đang ở phòng đó. Nguyễn Minh Tân. Có không? Nguyễn Minh Tân có ngồi còn theo dõi không? Dạ có thầy ơi. Cho thầy một cách coi, làm cách nào để em nhận diện coi khách có đúng phòng đó không, để em đưa chìa khóa. Mượn giấy chứng minh nhân dân thầy. Mượn chứng minh nhân dân, mỗi lần khách đi về các em mượn cho tôi mượn chứng minh nhân dân. Em thấy vừa rồi em đi thực tập tuyến đúng không, em ở Sammy Lemore Bananas. Mỗi lần em về em lấy chìa khóa, người ta có hỏi em chứng minh nhân dân không? Bây giờ có đi thực tập tuyến không Tân? Dạ có. Mỗi lần đi chơi thầy thấy tụi em đi chơi Hà Râm luôn, rồi khóa rồi về lấy là người ta đưa à. Nhưng mà các em có biết rằng là người ta biết đó, người ta biết rằng là em ở phòng đó người ta mới đưa đó. Em có biết cách nào không? Dạ hết rồi, em không biết. Biết ha. Ok. Em chú ý nè. Trong cái trường hợp đây là một cái nhiệm vụ tương đối khó của một người lễ tân. Tức là trong những cái trường hợp mà khách gửi lại chìa khóa tại cái quầy lễ tân á, thì khi khách về khách lấy, thì đầu tiên thầy khẳng định với các em trong cái trường hợp Đà Nẵng hồi nãy là lỗi hoàn toàn của tiếp tân. Người khác không có lỗi gì hết đó. Người ta chỉ sơ ý thôi. Người ta muốn ông nói cái gì người ta nói. Nhưng mà nhiệm vụ của người lễ tân là phải nhận diện ra đúng cái người khách nào ở phòng nào, có đúng không thì mới đưa chìa khóa. Như vậy nhiệm vụ lễ tân phải nhớ mặt khách. Trừ những cái trường hợp mà khách check in vào tối hôm nay và sáng mai đi sớm thì đôi khi nguyên một đoàn á, thì các bạn không nhớ thôi. Nhưng mà khách lẻ thì nó ở người khách ở 1-2 đêm là các bạn phải nhớ. Đó là nhiệm vụ tụi em phải nhớ, là tiếp tân phải nhớ. Thế thì có nhiều cách nhớ lắm. Khi nào các em học tới cái bài check in á, thì các cái giảng viên người ta sẽ chỉ cho các em. Bây giờ thầy thí dụ như thầy về, thầy nói thầy tên Lê Tiến Dũng, thầy lấy phòng 205. Thế thì tiếp tân em phải nhớ mặt thầy đúng ở 205 hay không mới đưa chìa khóa. Giả sử các em còn mơ hồ, thế thì các em chỉ confirm một cái câu thôi. Dạ xin lỗi, anh tên là tôi kêu Lê Tiến Dũng, thì các bạn nhìn vào cái sơ đồ phòng trong cái hệ thống phần mềm,
Có phải Lê Tiến Dũng ở phòng 205 không? Nếu đúng thì đưa chìa khóa. Còn thí dụ như là các bạn kêu tôi tên là Michael Tèo, thế thì các bạn nhìn thử coi tôi có phải giống Việt Kiều không? Nhìn trong đó đúng là Michael Tèo rồi, mà nhìn mặt tôi có giống Việt Kiều không? Tôi có da tôi có trắng hồng hồng không? Người tôi có thơm tho cái mùi Việt Kiều hay không? Tóc tôi có hung hung nhuộm hay không? Hay là gì? Hay là tôi chất, cái chất của tôi toàn bộ là người Việt Nam mà tôi lại nói tên đó thì coi lại. Tức là có những cái điểm nghi ngờ cái tâm phải phát hiện. Còn cùng lắm thì chúng ta hỏi rõ và xin lỗi anh tên gì để em lấy chìa khóa phòng. Bởi vì khi chúng ta làm những cái điều mà chúng ta khách cảm thấy an ninh thì khách thích. Tuy nhiên các bạn đừng có làm quá vấn đề. Khi người khách ở khách sạn mà suốt ngày các bạn kêu anh vui lòng trình chứng minh dân đi tôi mới đưa chìa khóa. Anh vui lòng cho biết họ tên đi, khách ra vô 10 lần trong vài tiếng mà các bạn cứ hỏi tên khách ngoài, bực mình là đúng. Như vậy các bạn có hai nhiệm vụ. Một là các bạn phải phục vụ vấn đề an ninh khách cho tốt. Hai là các bạn đừng làm khách bực mình. Các bạn nói nhiều quá khách cũng bực mình. Các bạn asking for ID identification và hai lúc nào các bạn cũng hỏi, các bạn không biết gì cả. Các bạn hỏi hoài khách cũng bực mình. Nhà hàng thì có một cái thằng waiter nó bị một cái chuyện nào, ông khách ông ở dài hàng. Ông ở tới ngày thứ 15 rồi. Chiều nào ông cũng xuống nhà hàng hết, ông kêu hai cái chai Heineken với một ít snack để ông nhập. Vậy mà cái thằng waiter chiều nào nó cũng ra, nó làm đúng nghiệp vụ lắm, nó làm có sai. Hả? What you like to bring? What you like to bring? Ngày nào nó hỏi xin lỗi ông muốn gì, xin lỗi ông muốn gì. Nó tức quá, ông khách tức quá. Sằng cái, dằn cái gạt tàn xuống bàn. Chu Heineken. Ngày nào cũng muốn hai chai Heineken mà cứ hỏi hoài bực bội. Thế thì các bạn là nhân viên lễ tân thì các bạn phải tâm lý. Vừa phải đảm bảo cái mục tiêu công việc mà vừa phải làm cho khách hài lòng. Các bạn suốt ngày hỏi tra hỏi như là cai ngục, tra tù nhân vậy đó, thì khách sẽ bực mình. Bạn làm máy móc quá cũng bực mình. Trong trường hợp đó thì các bạn ra cười chú Heineken, hoặc là hôm nay still chú Heineken. Các bạn vẫn có thể hỏi, không cần nghiệp vụ gì, không cần bài bản gì cả, nhưng mà làm khách hài lòng. Ngày nào cũng bắt hai cái chữ là chụp ring, bắt hai cái chữ là chụp ring, ngày nào nó cũng hỏi như vậy thì đâm ra bực bội. Đó. Như vậy thì các bạn thấy tiếp cận chúng ta đôi khi cái vấn đề ứng xử trong giao tiếp và vẫn phải tuân thủ các cái nguyên tắc về giao tiếp thì nó cũng rất là khó cho các bạn đó, mà đòi hỏi các bạn phải thu thập những cái kinh nghiệm trong cái quá trình các bạn làm việc. Ok, chúng ta tiếp tục. Hey man, I'm on vacation. Hey thanks, 213. Và hai cái lỗi liên tiếp cuối cùng đó là not recognizing crime calling police, là không nhiệm tiếp tân ngoài cái nhiệm vụ làm những cái thủ tục check in phục vụ khách. Thế thì cái nhiệm vụ mà vấn đề an ninh, nhận diện tội phạm, đó, không tiếp tay cho các cái tệ nạn xã hội, đó là nhiệm vụ hàng đầu. Rất dễ tiếp tân, rất dễ bị vào những cái lỗi như là môi giới hoặc là tổ chức hoặc là liên can đến cái mại dâm, ma túy, bài bạc. Tiếp tân rất dễ. Do đó các bạn phải xử lý một cách rất là nghiệp vụ. Khi phát hiện những cái tệ nạn xã hội, các bạn phải báo cho cấp trên trực tiếp hoặc là các bạn gọi cho police. Thường thì các bạn phải báo cho giám sát trước tiên. Giám sát sẽ chỉ đạo các bạn làm gì các bước tiếp theo. Như vậy thì ngoài cái nhiệm vụ phục vụ khách ra, thì tiếp tân còn phải giữ những nhiệm vụ an toàn, an ninh và phòng chống những cái tệ nạn xã hội. Do đó các bạn lưu ý. Và cái lỗi cuối cùng đó là người ta nhận diện being an idiot. Tiếp tân gì mà như thằng hề, như thằng thằng đần. Có những cái động thái giao tiếp nó không phù hợp, nhún nhảy,
CEO nói khách là bà già thế này thế nọ vân vân. Đó thì các bạn lưu ý tiếp tân chúng ta phải có những cái thể hiện rất là chuẩn mực, cái lời nói, cái hành động, cái nghiệp vụ nó phải cái giao tiếp không lời và có lời nó phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và chuyên nghiệp nha. Ok, các bạn có thắc mắc gì không? Không thì chúng ta tiếp tục bài. Rồi, như vậy thì các bạn qua cái phần vệ sinh khu vực làm việc. Người ta phân cái khu vực làm việc lại tân ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là trong quầy. Phần thứ hai là phần ngoài quầy, tức là phần sảnh và các cái khu vực liên quan. Các khu vực liên quan ở đây đó là ví dụ như business center. Ví dụ như là khu vực thang máy, khu vực cầu thang bộ, khu vực máy photo, khu vực các cái bộ sofa. Như vậy thì ở đây người ta nói đến các cái khu vực liên quan, sảnh và các khu vực liên quan. Nó thuộc cái phần giám sát, quan sát của lễ tân. Lễ tân phải có cái trách nhiệm, nhân viên bộ phận tiền sảnh phải có trách nhiệm quan sát và yêu cầu khắc phục cần thiết. Tức là cái sảnh nó dơ, nước đổ, thì không bắt nhân viên tiền sảnh phải lau cái nước đó. Không bắt nhân viên tiền sảnh phải đi đổ rác ở cái thùng rác trong sảnh. Không bắt nhân viên tiền sảnh phải đi tưới cây hoặc là thay cái bóng đèn ở sảnh. Mà nhân viên tiền sảnh phải phát hiện được. Cái trách nhiệm là phải phát hiện được những cái lỗi ở cái khu vực sảnh và các cái khu vực liên quan. Khi phát hiện thấy lỗi lập tức phải yêu cầu các cái bộ phận liên quan tới khắc phục. Thầy nói thí dụ giám đốc vô trong cái sảnh lobby thấy được rằng là cái bóng đèn bị đứt, lập tức giám đốc sẽ hỏi cái này em thấy chưa, biết chưa, biết rồi, có báo cáo kỹ thuật chưa, rồi thế thì tới tân hết trách nhiệm. Còn cái chuyện đó là chuyện kỹ thuật nó thay không thay nó phải giải trình với giám đốc. Còn nếu vô mà cái những cái lỗi mà tiếp tân chưa được biết thì đương nhiên chưa biết thì làm sao mà báo được các cái bộ phận liên quan. Chưa được biết thì cái điều gì xảy ra, tiếp tân sẽ là người chịu trách nhiệm, bị trừ điểm, bị cảnh cáo trước cấp trên. Do đó thì các cái khu vực sảnh, kể cả trên bàn, cái sofa, máy photocopy, máy đánh giày, cái cửa kính dơ, cái thang máy toàn dấu tay, cái chậu cây rác không trong đó, cái gạt tàn thuốc chưa được đổ, cái sảnh có vũng nước, vân vân, đều thuộc trách nhiệm quan sát, giám sát của bộ phận lễ tân. Bộ phận tiền sảnh, nhân viên bộ phận tiền sảnh phải phát hiện được những cái hỏng hóc, những cái bất thường và báo cho bộ phận chức năng. Không có làm, không bắt lễ tân làm. Chứ có một vũng nước mà khách té thì quy trách nhiệm ra, lễ tân đã biết chưa? Em chưa biết là em có lỗi rồi. Và em biết rồi, em đã báo cho housekeeping rồi mà nó không chịu xuống. Lỗi của housekeeping, của nhân viên BA á, thuộc housekeeping, public area vệ sinh công cộng. Đó. Thì các bạn thấy cái trách nhiệm quan sát nó cũng quan trọng vô cùng. Các bạn phải luôn có những cái ánh mắt bao quát kiểm tra các cái trang thiết bị trong sảnh nơi cái khu vực các bạn làm việc. Đồng thời, cái sảnh làm việc nó phải được sạch sẽ, khô ráo. Không có bụi bẩn. Cái chậu cây cũng không, cái lá cây cũng không được có bụi. Các cái kệ, các cái sofa phải được sạch và khô ráo. Điều này phải được giám sát bởi nhân viên bộ phận tiền sảnh. Các cái vật dụng như là các cái đôn ghế sofa, bàn sofa, kệ báo, kệ đựng các cái ấn phẩm, các cái chậu kiện có dơ không, có đọng nước bên dưới không, có lăng quăng hay không, các chậu hoa được đặt vị trí nào phải để đúng vị trí đó. Bởi vì trong cái sảnh nó đã được cái nhà thiết kế bố trí các cái vật dụng
đâu đó đúng theo cái thiết kế ban đầu. Thì các bạn không được phép dời và các bạn phải giám sát cái vị trí của nó. Các cái kệ, các cái ấn phẩm được đặt trên các cái kệ thông tin phải đủ và sẵn sàng. Tránh trường hợp những cái học kệ nó thiếu những cái ấn phẩm. Điều đó là trách nhiệm thuộc về quan sát của bộ phận tuyển sẵn. Kệ thông tin, báo chí phải được sạch sẽ. Người ta đi kiểm tra, người ta lấy tay, người ta quẹt lên cái kệ và người ta quẹt ra tờ cái khăn trắng. Nếu nó dơ là các bạn sẽ bị trừ điểm, bị lỗi. Các cái ấn phẩm để cho nó được đặt, để ngay ngắn, phải đầy đủ, không được sập sệ, nghiêng ngả. Và các cái học không được trống. Các bạn có thể để nhiều học cùng một cái loại ấn phẩm, nhưng mà không được để trống. Thùng rác trong sảnh, về nguyên tắc là đầu mỗi ca, ví dụ sáng, trưa, chiều sẽ được nhân viên BA đi đổ. Nhưng mà trong trường hợp có nhiều khách đó, người ta check in tới, người ta có con cái, con nhỏ mà nó mặc bỉm, thế thì tới đó người ta tháo bỉm ra, người ta dục trong cái thùng rác. Thôi, thế thì các bạn phải gọi ngay khi các bạn phát hiện cái mùi đó, thì các bạn phải gọi ngay cho BA xuống thay thùng rác. Các bạn lưu ý. Cái gạt tàn thuốc để trên bàn thì thường cái này trách nhiệm của bellman. Trong một số khách sạn người ta cho phép hút thuốc trong sảnh, thì khi có khách thì cái gạt tàn nó không quá 3 cái mẫu thuốc thì phải đi thay cái gạt tàn mới. Và khi khách đứng lên đi thì cho dù có một mẫu hay là chỉ có một cái tàn nhỏ thôi cũng phải thay cái gạt tàn mới, và bellman phải là người thay cái gạt tàn đó và đem nó đi đi đổ. Các máy móc trong cái sảnh lobby, thí dụ như máy photo để đó, máy đánh giày, nó phải luôn hoạt động tốt và lúc nào nó cũng để trong tình trạng standby. Có nghĩa rằng là khi khách xài là phải được liền, chứ không phải đợi cấm điện, không phải chờ khởi động được. Và các cái như là máy đánh giày thì phải đầy đủ các cái xe ra để đánh. Ha, lưu ý. Đừng có khách tới sử dụng, nó chờ chút xíu, tôi đi châm cái này, tôi đi cấm điện cái kia, tôi sửa cái này cái nào. Các bạn lưu ý. Rồi trong quầy lễ tân, đó là nơi mà tiếp tân phải trực tiếp làm việc, không phải quan sát nữa mà trực tiếp khắc phục. Từ cái quầy về trong, cái nơi tiếp tân làm việc, nơi nhân viên tiền sảnh làm việc, thì các bạn lưu ý về cái mặt quầy, thì nó phải được trống khô ráo, không được để quá nhiều thứ. Có nhiều cái quầy lễ tân rất là lụng thuộm, nào là để cái bảng giá phòng, nào là để bảng chấp nhận thẻ Visa, Master, nào là để máy gà thẻ, nào là để điện thoại, lung tung. Cái quầy nó càng trống, càng sạch sẽ, càng khô ráo thì càng tốt, càng đẹp. Cái quầy, mặt quầy là nơi mà khách hay chống tay lên, để tay lên, do đó nó thường xuyên có cái dấu tay. Do đó các bạn tiếp tân phải có một cái dẻ sẵn, sạch, ẩm và thường xuyên lau cái mặt quầy. Khi khách tới rồi và khi khách đi xa rồi thì lập tức nhân viên lễ tân phải quay lau cái mặt quầy. Điện thoại trên quầy phải đúng vị trí. Các điện thoại nội bộ dùng cho khách gọi nó phải sạch, bởi vì cái điện thoại công cộng là cái nơi chứa đựng rất nhiều cái vi khuẩn, do đó các bạn phải lau thường xuyên. Thường xuyên lau. Khi khách tới, nhiều khách hút thuốc nè, ăn bún riêu thế này thế kia thì cái mùi nó hôi. Các bạn phải thường xuyên lau, thì lau thì thường nó bằng cái nước lau kiến thôi là đủ sạch rồi. Để khách khác tới gọi điện không có. Bởi vì khi mà vật dụng của chúng ta dơ thì người khách không cần nói gì cả, người ta kêu là tiếp tân ở dơ và khách sạn không có chuyên nghiệp, không có vệ sinh. Các máy móc, công cụ phải được sạch sẽ, không có bụi,
sẵn sàng hoạt động và phải hoạt động tốt. Khi nó hư hỏng hóc phải báo liền. Thầy đặt trường hợp cái máy photo nó hư thì trong vòng sớm nhất chúng ta phải sửa nó, và trong lúc nó hư thì chúng ta phải cho bạn xin lỗi khách và báo nó hư. Thùng rác trong quầy lễ tân phải được đổ ở đầu hay cuối mỗi can. Đôi khi các bạn sử dụng thùng rác trong đó có nhiều bạn lễ tân thì ăn uống rồi núp trong phòng hành lý ăn, rồi bắt đầu dục rác đó nó có mùi hôi. Thế thì điều này nó sẽ ảnh hưởng đến chung cho cái sảnh tiếp tân và cho cái những người khác, khách khác ở quầy, người ta sẽ cảm thấy cái mùi hôi, nhất là trong cái môi trường phòng lạnh. Nha. Máy photo, máy fax, máy in, máy vi tính, điện thoại, vân vân, tất cả các máy móc trong quầy lễ tân nơi các bạn làm việc nó phải được sẵn sàng đủ với những cái số lượng giấy tờ cần thiết. Ví dụ như là máy in thì phải mực đầy đủ, máy photo, máy fax thì giấy phải nạp đầy đủ, ngay cả những cái kim bấm, những cái bút viết phải còn mực và sử dụng được. Tránh trường hợp khi khách tới yêu cầu cho tôi mượn cái kéo đi, các bạn không biết cái kéo nó nằm đâu. Cho tôi mượn đồ bấm đi, đưa cái bộ bấm hết kim, lúc đó các bạn mới lui cui đi tìm cái kim. Thì điều này sẽ làm cho các bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp và khách sẽ đánh giá khách sạn các bạn. Hoặc là khi khách tới yêu cầu photo cho tôi cái văn bản này, thế thì các bạn kêu lấy bỏ photo vô máy hết giấy, gặp giấy thì lại hết luôn, đi tìm giấy, đi xin đồ này đồ kia mượn giấy. Thì điều này nó trở nên các bạn thiếu sự chuyên nghiệp. Trong quầy thì những cái giấy tờ không cần thiết nên bỏ ngay, đừng để nó lẫn quẩn trên quầy, nó sẽ lẫn lộn tới những giấy tờ không cần thiết và lúc đó các bạn sẽ bới tung lên mà lục lộn. Và lưu ý một lần nữa, tất cả các cái máy móc trang thiết bị phải luôn hoạt động tốt. Tránh trường hợp khách tới đưa cái thẻ cà thẻ chi check out, máy cà thẻ hư. Điều này sẽ làm rất là lúng túng. Do đó thường các khách sạn thì liên kết một lần với 2-3 ngân hàng để liền một lúc có 2-3 cái máy cà thẻ. Hư máy này có thể qua máy khác để cà. Và phải báo ngay sửa chữa cái máy ngay. Các máy móc khác cũng vậy. Các bạn thấy quầy phải để ngăn nắp. Các cái vị trí trong quầy phải được đặt để đúng nơi quy định. Để khi cần các bạn bóc tới, cần cái viết là tới ngay chỗ đó, cầm lên là có. Cần cái máy tính điện tử tới chỗ đó là phải có. Tránh trường hợp để sai chỗ, các bạn sẽ luống cuống tìm và mất được cái sự chuyên nghiệp và cái đánh giá tốt của khách hàng. Sắp xếp khu vực làm việc, sảnh. Các bạn thấy sảnh lễ tân lúc nào phải ngăn nắp gọn gàng. Mọi cái vật dụng vị trí được chỉnh sửa đúng như vị trí quy định. Ngay cả cái sofa, hai cái đôn nó nằm đâu, hai cái ghế đôn nó nằm đâu, nó sẽ được đặt đúng như quy định. Khách có thể xê dịch, nhưng khi khách đứng lên, bellman phải lập tức chỉnh sửa lại cho nó đúng nơi quy định. Các cái chậu kiện, cây cảnh, các cái thùng rác, các cái gạt tàn thuốc nếu có, các cái bình hoa được đặt để đâu lên trên cái bàn thì phải đúng cái vị trí đó. Các cái kệ báo phải đặt để đúng. Các cái kệ báo phải được đặt để đúng cái quy định, nơi quy định, để khi cần là có. Và đặc biệt đó là các cái băng rôn bạn đón khách trong khách sạn, cái bạn welcome board đó, hôm nay chào mừng ông nào đến vân vân, thế thì nó được phải được cập nhật thường xuyên. Tránh trường hợp chào mừng ông Nguyễn Văn A, ông đã đến cách đây một tháng rồi, một tuần rồi mà vẫn còn để trên đó là điều không đúng. Hoặc là một cái băng rôn chào mừng đoàn foundation gì đó, các cái bác sĩ gì đó đến vào ngày 24 tháng 6 mà ngày hôm nay lại là 28 tháng 6 rồi mà vẫn còn để cái bảng đó. Nói chung trong cái khách sạn chúng ta, trong cái sảnh lobby là toàn những thứ phải được cập nhật thường xuyên và không được hư hỏng, để chứng tỏ rằng là chúng ta có sự quan tâm. Các ánh sáng âm thanh cũng được bật mở, tắt mở, điều chỉnh đúng theo quy định. Mấy giờ sáng là bật đèn nào, mấy giờ sáng là tắt đèn nào,
mấy giờ tối là bật đèn nào. Thường cái này được bộ phận tổng đài theo dõi và tiếp tân quan giám sát. Cái tạp chí, các cái báo hàng ngày, nhật báo á, thì chỉ được để báo mới thôi, báo trong ngày thôi, không được phép để báo cũ. Thầy đang nói nhật báo là báo hàng ngày. Các báo cũ về 3 ngày trước có giữ trong quầy lễ tân khi khách cần đưa cho khách. Nhưng mà trong kệ báo của chung của khách sạn là toàn để báo mới thôi, không được phép để báo cũ. Còn cái tạp chí hoặc là các cái nguyệt sang hoặc bán nguyệt sang thì ok, được phép để. Để chứng tỏ rằng là khách sạn tôi lúc nào cũng cập nhật mới, lúc nào cũng có sự chăm sóc mới. Khi các cái trang thiết bị máy móc trong khách sạn hư hỏng thì phải được báo cáo ngay cho các cái bộ phận liên quan và yêu cầu thay thế gấp. Một cái đèn trong 10 cái đèn của sẵn bị hư, lập tức tiếp tân phải quan sát và báo ngay cho bộ phận bảo trì để thay nó gấp. Có thể là bảo trì sẽ một chút nữa thay, hoặc là những cái trường hợp nào nguy hiểm đến sự an toàn của khách, nước đổ, gương vỡ, thì ngay lập tức các bạn phải báo cho các bộ phận chức năng để tới khắc phục nó liền. Và đặc biệt là những cái công cụ phòng cháy chữa cháy, ví dụ như bình chữa cháy, bình xịt bột, bình xịt CO2, các cái vòi hồng cháy vân vân, nó được để đúng cái vị trí nào là các bạn phải để đúng, tránh trường hợp đem cái bình chữa cháy đi kê cửa. Thế thì khi có cháy xảy ra, người ta cứ đinh ninh rằng là cái bình chữa cháy nó nằm chỗ vị trí đó, người ta tới đó không có. Thế thì các bạn biết là các cái đám cháy thì nó cũng chỉ có thể dập được trong 5-10 phút đầu thôi. Những cái phút đầu của cháy rất là quan trọng, các bạn phải dập tắt nó ngay. Như vậy thì khi các bạn tới mà không có dụng cụ cháy thì đám cháy nó bùng lên rồi, thì lúc đó nó sẽ thành cái hỏa hoạn lớn. Thế đó, cái vị trí của các cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy nó phải được đặt để đúng nơi quy định. Các bạn thấy cái sảnh lúc nào nó cũng được ngăn nắp trật tự, các cái ghế lúc nào nó cũng để trong cái vị trí đúng của nó. Các cái vị trí cũng vậy và rất là thông thoáng. Khu vực quầy lễ tân, trong quầy thì các bạn thấy quầy thì phải, trong quầy thì cái không gian phải thoáng đủ để kê các cái vật dụng, bố trí máy móc, không có chật quá để tránh trường hợp nó bị tác động vào các cái hoạt động của máy móc. Cái mặt quầy phải luôn thoáng gọn để khách có thể tới đó giao tiếp, mà tránh trường hợp các bạn giao tiếp với khách, các bạn làm đổ đồ trên cái mặt quầy, làm rớt đồ trên mặt quầy, điều này thì nó sẽ tạo cái sự luống cuống và thiếu sự chuyên nghiệp. Trong quầy thì các vật dụng phải đặt đúng quy định, kim bấm để chỗ nào, bút để chỗ nào, kéo để chỗ nào thì các bạn phải đặt để đúng, để khi khách cần chúng ta bóc đúng cái chỗ đó là chúng ta có cái vật dụng để phục vụ khách. Quầy thì chia làm hai phần, tiếp tân chuyên công việc check in và thu ngân chuyên công việc check out, để nhằm định hướng khách đi đến đúng cái vị trí đó để phục vụ. Nhưng trong xu thế hiện nay thì đôi khi một số khách sạn người ta không để cái bảng, người ta không phân biệt ra, ý người ta muốn nói rằng là tiếp tân họ có thể phục vụ bất cứ công việc gì nếu khách cần. Còn hiện nay tại Bạc Hay Giáp thì người ta cũng không còn chia cái quầy ra làm hai phần nữa, mà cái quầy lễ tân của Bạc Hay Giáp chỉ là một cái quầy thông tin thôi, bởi vì họ đã check in khách và check out khách ngay tại phòng hoặc là tại cái tầng VIP của cái khách sạn đó, để tránh trường hợp khách phải chờ đợi lâu và phục vụ cho khách tới tầng răng, chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Vị trí công việc phục vụ tại quầy phải an toàn, thuận tiện cho khách, tránh trường hợp khách đứng ở chỗ những cái nơi nguy hiểm hoặc là nóng nực không thuận tiện, sẽ xảy ra vấn đề phàn nàn thường xuyên. Khi nhân viên đứng trong quầy, tránh trường hợp tùm 5, tùm 7. Một người thì đứng chính giữa quầy, hai người thì chia quầy ra làm 3 phần bằng nhau,
Đó. Để cho nó cân đối, nó đẹp cái quầy. Các vật dụng hỗ trợ phải được để đúng nơi quy định và phù hợp với tính chất công việc. Bên check-in thì để những cái máy móc trang thiết bị phục vụ cho công việc check-in. Thí dụ như là máy làm chìa khóa, thẻ chìa khóa, bao gồm chìa khóa, phiếu ăn sáng, v.v. Bên check-out phải để các cái dụng cụ để phục vụ công việc check-out, trả phòng. Thí dụ như là hóa đơn, máy cả thẻ tín dụng, tiền. Vân vân. Các vật dụng văn phòng phẩm và ấn phẩm thì phải trang bị đầy đủ để tối thiểu cho 3 ngày, sử dụng cho 3 ngày và phải được đặt để đúng nơi quy định. Đó. Tránh trường hợp các bạn thiếu, bởi vì các cái ấn phẩm này thì không phải dễ gì các bạn có, mà các bạn phải đặt trước để bên marketing còn lên cái market để mà in ấn nữa. Do đó thì nó đòi hỏi một cái thời gian, do đó thì các bạn phải tích trữ đủ cái số lượng cần thiết nha. Rồi các cái giao diện phần mềm đứng bên phía check-in là giao diện phần mềm nó phải để phục vụ công việc check-in. Tránh trường hợp khi khách tới check-in rồi các bạn phải chuyển đổi phần mềm sang cái giao diện đúng check-in nữa thì nó sẽ mất thời gian và làm cái công tác phục vụ khách bị chậm và bị luống cuống. Các cái trang thiết bị lúc nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại, tại sảnh và quầy lễ tân nó phải được hoạt động tốt. Tránh trường hợp khi khách tới nói xin lỗi máy hư mà hư 3-4 ngày rồi thì cái điều đó thật là tồi tệ. Rồi một cái tác phong chuyên nghiệp của nhân viên bộ phận lễ tân chuyên nghiệp. Cái điều này nhắc các bạn thôi, các bạn sẽ học trong cái giao tiếp chuyên ngành. Còn đi đứng thẳng người, đi thẳng không khom lưng, không ưỡn ẻo, hai tay để hai bên đứng trước hoặc sau, tránh trường hợp chắp tay xô đích, làm cái ra vẻ kẻ cả là không được. Các bạn không dựa tường, luôn phải đứng trong quầy. Làm lễ tân thì các bạn phải đứng 24/24, khi mỏi thì vào bên trong ngồi, không được ngồi tại quầy lễ tân. Tránh trường hợp ghé mông lên cái thành của cái chỗ viết trong quầy lễ tân mà các bạn ngồi lên, thì làm như vậy sẽ rất ư là phản cảm khi mà khách nhìn thấy. Hồi thời thầy đi làm mấy ngày đầu các bạn, cái chân đứng riết không quen, nó cứng luôn cái bắp chân, phải tới 3-4 tuần đến cả tháng thì nó mới quen dần. Không được phép ngồi như vậy. Đi lại nhẹ nhàng, không lê chân, không tạo ra tiếng ồn, làm mất đi sự thanh lịch, lịch lãm của cái quầy, mất đi cái sự tế nhị và cái không gian yên tĩnh, tĩnh mịch của cái sảnh. Nói thì các bạn phải phát âm tròn vành, rõ chữ như là MC vậy đó, không hét to, không lên giọng bất ngờ, không thét, không gào, không nói lớn to tiếng với khách và cũng không có lầu bầu, lầu nhầu trong miệng. Khi chúng ta giao tiếp thì chúng ta phải tròn vành, rõ chữ, nói rõ ràng và ngắn gọn, xúc tích. Nha. Và lúc nói cũng vậy, chúng ta cũng phải dùng những cái từ dễ hiểu, ấm áp, giọng trùng xuống, truyền tải được cái nụ cười. Âm thanh và tốc độ vừa phải, không nói nhanh quá, không nói chậm quá. Nói chậm thì gây cho khách khó chịu bởi vì mất thời gian họ. Nói nhanh thì khách nghe không kịp. Âm thanh thì cũng phải vừa phải, đừng lên giọng bất chợt. Và khi nói chuyện với một khách này thì vừa đủ nghe. Tránh trường hợp khách đứng kế bên nghe rõ mồn một các cái câu chuyện của khách bên này. Bởi vì đôi khi các bạn nói về giá phòng thì không phải là khách nào cũng có một cái giá phòng giống nhau, nó sẽ được bí mật giữa khách này với khách khác. Khi nói chuyện thì tạo những cái tư thế chuyên nghiệp, những cái tác phong năng động, thì các bạn phải kết hợp giữa cái giao tiếp có lời và giao tiếp không lời, giữa cái verbal communication và non-verbal communication, và đặc biệt là cái body language, cái ngôn ngữ cơ thể của bạn phải phù hợp, phải linh động để tránh trường hợp khách chán khi giao tiếp, hoặc là khách không hiểu rõ cái nội dung, cái ngữ nghĩa của
phần giao tiếp, nội dung giao tiếp. Khi nói chuyện với khách, các bạn được khuyến khích nên nói chuyện nhiều với khách. Tuy nhiên, không bàn về chính trị, không nói riêng về tôn giáo, không đi sâu vào những chuyện cá nhân, riêng tư của khách. Đó. Chúng ta thì nói chuyện chung chung về xã hội, về thể thao, ok. Cũng đừng có thái quá, biểu hiện quá mạnh về cái cảm xúc của mình đối với lại một cái vấn đề nào đó. Ví dụ như là các bạn cực đoan binh vực một cái đội banh nào đó, trong khi người khách lại binh vực khác, thì đâm ra các bạn sẽ xảy ra acute, mâu thuẫn với lại khách hàng. Điều này không nên. Cách sử dụng biểu mẫu trong cái bộ phận tiền sảnh. Thế thì trong bộ phận tiền sảnh có một số các cái biểu mẫu, một cái danh sách. Ví dụ như là danh sách khách đi, các bạn phải có hàng ngày để các bạn chuẩn bị, ít nhất là tôi nên chuẩn bị các cái danh sách khách để mà làm thủ tục trả phòng cho khách. Hoặc là danh sách khách đến thì tiếp tân phải biết để mà bố trí các cái khách cho nó phù hợp với lại cái yêu cầu khi họ đặt phòng. Hay là danh sách khách đang ở trong phòng in-house guest list, hoặc là các cái phòng có sẵn sàng phục vụ khách, room availability, hoặc là cái vị trí phòng tiếp tân phải thuộc, phải biết được cái phòng đó nó nằm ở cánh nào, nằm ở trục nào, tầng số mấy, để các bạn sẽ bố trí phòng cho khách nó được phù hợp. Rồi cái tình trạng phòng, cái này được bên bộ phận housekeeping sẽ cung cấp cho các bạn, biết được phòng nào trống sạch, phòng nào chưa sạch, để tiếp tân có thể bố trí phòng cho khách được thuận tiện. Cái checklist là danh mục kiểm tra các cái trang thiết bị, các cái dịch vụ của khách sạn nó có tốt hay không. Nó nhằm cho các bạn tránh các bạn quên những cái yếu tố mà các bạn cần phải kiểm tra. Rồi cái kệ bìa lá treo, portfolio các bạn phải sử dụng tốt để các bạn lưu trữ các cái hóa đơn con, các lưu trữ các cái bản đặt phòng của khách. Tuy nhiên, khi sử dụng các cái biểu mẫu này, ở đây là những cái biểu mẫu mà tiếp tân phải lập ra để cho các bộ phận khác sử dụng và chuyển đến các bộ phận khác. Tuy nhiên, khi mà sử dụng thì các bạn phải biết được cái cách sử dụng biểu mẫu như thế nào. Biểu mẫu departure list sẽ sử dụng nó ra sao, đọc nó những cái thông tin gì. Thứ hai là các bạn phải biết được cái biểu mẫu đó dùng cho mục đích gì. Danh sách khách đi thì sẽ dùng cho mục đích là check out và kiểm tra coi những cái người nào đích thực đã đi ngày hôm nay. À, danh sách khách đến thì để sử dụng cho check in. Sẽ bố trí được, tiếp tân sẽ bố trí được những phòng nào sẽ check in, cụ thể hóa nó bằng cái số phòng là bao nhiêu. Và thời gian nào sử dụng những cái biểu mẫu thông tin. Danh sách khách đi thì phải đưa có trước 7 giờ sáng chẳng hạn. Cả đêm sẽ in ra để cashier vào, thu ngân vào sẽ chuẩn bị làm thủ tục trả phòng cho khách. Chứ đợi khách đi rồi mà mới đưa cái danh sách này thì không còn tác dụng. Các bạn phải biết được cái bộ phận nào nó cần cái danh sách nào. Nói ví dụ, danh sách khách đi, bellman cần không? Cần. Nhưng mà bellman có cần biết được danh sách khách đi này, từng phòng đi này giá cả nó là bao nhiêu không? Không. Nhưng mà kế toán thì phải cần để kiểm tra xem cái giá cả cái này nó tiếp tân làm việc có đúng không. Còn bellman thì không cần thiết phải biết cái giá phòng nó là như thế nào. Như vậy các bạn phải biết cái danh sách nào, bộ phận nào nó cần và bộ phận nào nó không. Rồi sử dụng ở nơi nào? Cái danh sách khách đang ở trong khách sạn thì sẽ được cung cấp cho nơi bảo vệ, bộ phận phòng, để nó biết được phòng nào đang ở trong khách sạn. Khi phòng đó báo có sự cố, nó chạy lên nó hỗ trợ kịp thời. À. Như vậy thì khi mà cầm một cái danh sách, một cái biểu mẫu, thì các bạn phải biết được cái biểu mẫu đó là gì, bộ phận nào cần, sử dụng nó như thế nào và nơi nào cần, cũng như là khi nào, thời điểm nào thì cần. Ví dụ như là cái danh sách phiếu ăn sáng thì nó phải cần trước vào tối hôm trước đưa cho khách, để sáng mai khách dậy sớm mới có thể ăn sáng. Tránh trường hợp 11, 12 giờ khuya gọi khách để mà đưa phiếu ăn sáng, điều đó không cần thiết.
các bạn phải có trước 7 giờ tối khi khách về là chúng ta đưa luôn cái phiếu ăn sáng cho ngày mai, thí dụ là như vậy. Do đó thì các bạn phải biết những cái biểu mẫu thông tin đó là gì, ai cần, sử dụng như thế nào, nơi nào sử dụng và khi nào cần, bạn phải nắm rõ. Ok, thế thì cái bài về tiêu chuẩn bộ phận lễ tân nó đến đây là hết rồi đó. Thì các bạn có thắc mắc gì không? Thạch Hoàng Thái còn không? Hoàng Thái có không? Vắng rồi phải không? Nguyễn Hữu Huy. Dạ em đây thầy ơi. À, các em có thắc mắc gì về bài không? Dạ không ạ. Ok, Nguyễn Minh Tân. Có không? Vắng rồi phải không? Phạm Ngọc Mỹ. Dạ có thầy ơi. Em có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Rồi, cảm ơn em. Phạm Thị Mỹ Anh. Có không? Dạ có ạ. Có thắc mắc gì về bài tiêu chuẩn bộ phận lễ tân không em? Dạ không ạ. Ok, vì nhìn chung là các bạn có thắc mắc gì không nè? Để chúng ta kết thúc nè. Ai thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Rồi ok, chúng ta kết thúc bài ở đây ha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Rồi, chào cô Trân. Dạ, cảm ơn thầy, em chào thầy. Rồi, chào em. Rồi, chào lại em. Các bạn ơi, có điểm danh nha các bạn. 26 là 18. 6 là 18 bạn Bích Ngân. Rồi Bích Ngân vắng. 26 là 19. Phong Phú. Rồi Phong Phú vắng. Thành Đạt. Thành Đạt vắng. Rồi còn lại đủ nha các bạn. 26 là 20. Đức Phát. Đức Phát vắng. Hoàng Yến. Hoàng Yến vắng ha. Còn lại đủ nha các bạn ha. Bạn từ ao rút đi nha. 26 là 26. Mỹ Duyên. Thu Hiền. Hoàng Long. Rồi ba bạn này có tham gia hậu không ạ? Rồi ba bạn này vắng ha, còn lại đủ nha các bạn. Rồi mình kết thúc buổi học ngày hôm nay nha các bạn ha. Chào các bạn.